Mình em cùng nghe cửa hàng test nhạc qua em nó. Âm ly này là âm ly A500 chạy hai cầu loa A cộng B. Tác dụng của bát chép thì nghe phải gạt cân này xuống non mờ. Đây láo lớt này, cân loa. Đây đường vào tín hiệu âm thanh. Và những cái này thì anh em về giữa hết. Size 42, mặt phay nhôm sáng bóng. Con này đẹp xuất sắc luôn anh em nhé. Báo giá lại cho anh em là 4.900.000 đồng thay vì 5.000.000 đồng, 4.900.000 đồng giá tại cửa hàng em nhá. Giá tại cửa hàng Minh ở địa đồng Hà Nội, gọi là căng đét luôn. 230W, 230W, 100V, 4 sò 2 vít. Mình em chơi loa bass 25-30 thoải mái luôn. Đi chung dưới rồi từ khi chia tay, biết bao lần gió mưa trở lại, chỉ mình anh nơi đây ngóng trong hoài một bóng hình anh. Chiều mùa thu bay đang ghép ở đôi loa Onkyo. Em có thể ghép vào những dòng loa của Onkyo, Diatone, Pioneer hoặc là Samsung, kể cả loa bầu cũng ghép được. Chiều nay không có em, gió mưa về nghe thương nhớ thêm. Làm sao là anh biết tên chút kỷ niệm sao em nỡ quên. Đường xa đâu quá xa, cớ sao từ lâu em chẳng qua. Để anh nghe xót xa mùi riêng tình. Xuất sắc luôn đấy con này anh em ạ. Giờ sẽ đại lắp lại. Ngày còn em bên tôi, đời là xuân vây vàn, trăm nghìn vui nhớ thương hơn rồi. Ngày còn em bên tôi, ngày thần tin yêu dấu lên ngôi. Quay lại mặt đằng sau, mặt bên này. A500 230W series là 9911 em nha. Trở kháng từ 4 ohm 4 đến 16. Đẹp mê luôn. Nói chung góc cạnh đẹp, nước sơn đẹp. Xin chào tất cả các bạn nhé. Mình ở đâu?